trượt 2BX Purifier Hex. Chú trượt lọt vào top 12 trò chơi game tốt nhất theo bảng xếp hạng của Rocket Jump Ninja. Purifier Hex được thiết kế với lớp vỏ tổ ong khiến cho trượt chơi game nhẹ hơn so với trượt có vỏ đặc mà vẫn có độ bền đáng tin cậy. Thiết kế mắt lưới mở cũng cho phép thoát khí và thông thoáng hơn. Cắp Hyper Flex USB được làm từ chất liệu Paracord nhẹ, dẻo, được thiết kế để đảm bảo độ căng và lực cản giúp cho trượt dễ dàng di chuyển. Công tác chống bụi Micro TTC Gold mang lại cảm giác bấm vô cùng chắc chắn. Công tác cũng có lớp phủ chống bám bụi và có tuổi thọ lên tới 60 triệu lần nhấn. Fitbit FE 100% ma sát giúp mang lại thao tác chuột nhẹ nhàng, khiến cho chuột của bạn phản hồi nhanh hơn. Các bạn cũng có thể dễ dàng tùy biến thiết lập DVI, ánh sáng RGB, dán nút và ghi lại macro với phần mềm HyperX NGVT mạnh mẽ và dễ dùng. Cảm biến PickUp 3335 là cảm biến tuyệt vời, đem lại hiệu năng với DVI có thể lên tới mức là 16.000, có khả năng tracking mượt mà, độ phản hồi cao mà bạn cần để giành chiến thắng. Thiết kế nút tách rời mang lại cảm giác nhất quán cho toàn bộ nút bấm ở bất kỳ khi nào bạn bấm, phân biệt được lực bấm mạnh, nhẹ, dễ dàng. Một chú chuột có thể sử dụng cho cả PC và máy console, tương thích với PS4, Xbox One. Sản phẩm đang được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 24 tháng.